20 phút đến 30 phút. Hôm nay các bếp miền Tây sẽ do hai siêu đầu bếp, ý quên, đại đầu bếp và siêu đầu bếp. Nó sẽ làm món dừa, thôi với thịt bà rọi, rồi canh rau tập tàng với trái dừa gan với tép. Đó, các bạn thấy chưa? Ngon. Món này là món rất là đơn giản. Do siêu đầu bếp Tú sẽ thực hiện chương trình này. Và đại đầu bếp sẽ hỗ trợ hả? Đại đầu bếp hướng dẫn cho siêu đầu bếp. Hướng dẫn ha. Rồi, đầu tiên đại đầu bếp sẽ lột tép. Đó. Làm má lột tép, còn Tú thì xắt thịt ra rồi. Thì đó. Hú hồn tưởng nó bậy nữa chứ. Ừ, siêu đầu bếp Tú hôm nay mặc bộ đồ trùng với màu lan nên không thấy dung nhan của Tú. Thôi Tú hãy về cái lan qua bên kia một chút xíu coi nào. Cho thấy mặt Tú hả? À, cho thấy mặt Tú. Đó, siêu đầu bếp. Đó. Đem mình vô lãnh cung luôn. Rồi, xong. Xong phim rồi. Vô lãnh cung luôn. Hôm nay cho tới lãnh cung luôn rồi. Che mặt cho mình vô lãnh cung. Ủa, để da luôn hả? Kho. Dai dai hả? Kho nước dừa hay kho với da không? Có nước dừa nè, có nước dừa nè. À. Đặt rồi. Đó, mình lấy nước dừa đó đó bạn. Cái giò, cái 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 đó. Mình kho. Bình thường là cho sóc ăn. Sóc nó chê, nó ăn dừa nào, nó không ăn dừa này. À. Ăn chưa, rồi ăn xong rồi. Dao như hơi lột không Tú? Ừ. Mày đi. Vậy cũng không biết đợi nhắc nhở nữa siêu đồ bếp. Mỗi cái phải nhắc siêu đồ bếp hay sao ta? Cái này xào mứt được không Tú? Xào mứt dẻo không? Cao chừng lủng á nghe. Nghi quá mà. Lủng gì? Lủng tay. Quý ha, tươi quá ha, sáng tươi quá ha. Sáng chưa ăn móc miếng? Sáng chưa? Chưa. Tới bụng quá nó vậy ha. À, uống nước rồi. Đó, bây giờ siêu đồ bếp Tú sẽ được một miếng đem ra. Wow, ngon quá các bạn ơi. Này để làm mứt à. Cái này mình sẽ kho chung với thịt ba gọi. Đó, còn bên đây là mình sẽ làm canh. Đó, canh tập tàng với nay mình sẽ bỏ thêm trái dưa gan. Dưa gan còn non nha các bạn, với canh tép. Nay sư đồ bếp Tú và đại đầu bếp sẽ làm những món đơn giản. Đó. Nhưng mà ăn rất là ngon. Thiệt hết rồi cơm. Thiệt không? Hồi tôi kiểm tra nồi cơm hết tính gì nghe. Nha. Rồi gì? Nó thiệt đó. Mạnh tay vào. Dao vậy lấy dao lục làm đi. Lục đâu, nhà thờ với bé. Trời ơi, mới sắc thịt nãy đó lục chày. Giờ nói vậy thiệt thiệt chứ. Đúng là cái lưỡi không xương. Nấu gì cũng được hết trơn hết trơn. Rồi, xong luôn một nắp. Xong chưa? Chưa. Cái này đâu phải dễ lấy, nó có kỹ thuật nó. Ồ, chỉ có siêu đồ bếp mới lấy được thôi. Ngoài ra là tầm cỡ như quý lấy không giờ được phải không? Ừ. Vậy hả? Quá hay luôn. Không, từ con dao mà chuyển qua tới cái muỗng thì không còn gì để nói nữa. Rồi bây giờ sẽ làm gì nữa? Cắt hả? Ha lạng mấy vàng vàng đó. Rồi đem mấy cái miếng gáo đó ra đem phơi đi rồi nó làm củi chùm luôn. Trời ơi nhiều quá à, có 3 nắp 4 nắp rồi kìa, nước bánh tráng bánh phồng. Trời ơi. Chỉ có Tú thôi mà ra không có ai á. Mốt ta sưu tập thêm. Nạo dừa phải không? Hôm qua em kia chỉ thấy nạo được 5 trái ra được 10 miếng nữa. Thôi đi, hẹn lại bữa khác đi.
À, sớm mình đi mua lá dừa. Vô gặp bà cụ. Bà nói với Quý á. Quý vô hỏi bán cho con lá dừa. Hỏi nhiêu bó? 3.000 bó con. Dạ. Thôi con lấy 3 bó thì chẳng 10.000. 3 bó nhiều. 3 bó 10.000, 3.000 bó. Mà con lấy 3 bó đi chẳng 10.000. Mình cũng ngơ ngác, mình dạ theo. Không kịp tính luôn. À, cái nửa 3.000 một bó mà 3 bó 10.000. Mình cũng nhiều càng mắc bạn quá, mua bó thôi. Càng nhiều càng mắc mắc. Rồi bây giờ xin bếp Tú sẽ sắc dừa. Sợ bự quá. Sợ gì nó mới thấm. Người ta nhỏ chút Tú ơi. Nhỏ quá bỡ không? Này đâu bỡ đâu. Tại đâu biết này sắc làm gì đâu biết. Sắc vậy đó. Ai biết sắc vậy đó rồi làm gì. Sắc là bắt đầu mới ướp. Ướp hồi mình nấu canh trước. Ướp đó chẳng 15-20 phút. 15-20 phút thấm không sư đâu biết. Thấm à. Tại đâu biết co lại nữa mà. Còn sư đâu biết đó bây giờ là trợ lý hỗ trợ. Đại đâu biết đó, hỗ trợ cho đại biết đó các bạn. Thấy ngon không? Hấp dẫn chưa? Đã luôn hồi coi ra. Ngon biết ngon nè. Rất ngay con gà Tây. Bà rội nó béo. Rồi xong nên thân hình mỗi người cởi giày tới lên không? Qua bên gác bếp miền Tây. Qua gác bếp miền Tây là phải cởi giày tới lên mới chịu. Chứ mà thấp hơn là không chịu. Giờ Tú sẽ bắt chảo lên. Thử. Tỏi, ớt, thịt với dừa. Rồi. Vàng tươi luôn. Giờ đổ thịt với dừa ra nha. Xào cho nó xong phân lại rồi mình bỏ gia vị vô. Cái xong mình nhắc Tú để cho nó thấm tầm cỡ 20 phút đến 30 phút. Chúng ta sẽ nấu bắp lên rồi kho với nước dừa. Hôm nay mình làm món này rất là đơn giản các bạn, nhanh gọn lẹ. Lâu lắm rồi được ăn nào giờ buổi trưa ăn. Ê có chứ. Trời ơi, má nói má làm hồi nhỏ má làm hoài, giờ nào giờ chưa ăn. Không. Ông ngoại làm cho má ăn. Vậy hả? Má còn chưa làm cho con ăn. À, nhưng mà Quý đi ăn ké ăn chực. Má ăn ở bên nhà bên đây. Nhà ở sau nhà bà cố á. Má kêu tôi cũng chưa ăn. Cũng hay quá. Nói cho lắm vào. Dạ hết. Ăn chưa? Đó, đã được biết lên trước rồi. Đâu cần xăng quý, chỉ cần mấy cái thịt vậy ăn hết mà. Đó. Để con miếng đường. Nguyên liệu của Tú bây giờ gồm đường, miếng bột ngọt, và miếng muối. Đặc biệt không thể thiếu nước mắm. Nước nào? Và chai nước màu của Nhi. Sáng má đi ăn sáng rồi, má rủ ra ăn sáng rồi nó cho chai nước màu. Đó, thấy chưa? Rủ ra ăn sáng rồi có chai nước màu đó. Thôi mốt kia nó rủ hoài vậy đó. Rồi, rủ vài lần xong hết cây nè, hết cây dừa trong nhà đóng luôn. Rồi bỏ miếng nước mắm. Thơm quá, khó bốc lên thơm quá. Nước màu nè, hơi dừa đặc sệt luôn nè. Rồi miếng thôi. Nhiều quá nó đậm đen luôn. Ở đây nó ra màu đậm lắm. Rồi chắc đậm luôn rồi. Nó màu đỏ nước ra, nó ra đó. Thì thôi. Nè, chứ thấy nó đen rồi đó. Cái thà này mà bây giờ nó màu nó ra nó đỏ đen. Như là lớn rồi không? Nó ngâm ngâm nữa. Trộn cho đều đi, sư đồ bếp ơi. Sư đồ bếp trộn nó chưa đều nha. Đó, vậy đó. Rồi, bây giờ mình đem xuống mình ướp chừng 20 đến 30 phút. Rồi mình sẽ, bây giờ Tú sẽ chuyển qua nấu canh. Đó, đâm tép nào. Rồi, sư đồ biết Tú sẽ đâm tép. Rồi, đi lên trước nè, đi lên trước. Nhừng nhuyễn luôn nha. Rồi, thì nghe này kỳ qua đây đi. À, để nấu canh tập tàn với dưa gan các bạn. Muốn tép nó ngọt phải đâm nha. Ôi muốn canh phải ngọt rồi. Ơi mình đập lộn nữa, nó nấu rồi nó lộn đây. Hộp vịt lộn đây đừng hút chín tới mình. Nó lộn nó lại còn được, còn hộp vịt lộn là không có lộn lại được.
Tú đâm xong rồi đâu giờ tú ướp cho miếng gia vị. Tí của tú là hai muỗng hả các bạn? Vừa rụng tú ơi, qua lậm tú ơi. Vừa nhà ta tí muối. Nửa nhiều muối đó thôi. Nửa muỗng mình nhiều nước thôi. Rồi, trộn lên. Rồi, ướp cho nó thấm luôn hả? Cái này chắc cỡ 5 phút quá tú. Nước sôi bỏ ra bỏ nó vô thôi chứ chưa có quy định phút. À, này là không quy định phút luôn. Rồi. Đây, bây giờ tú sẽ nấu canh. Chế tỏi tiếp nữa. Chảo rất là nóng nha các bạn. Rồi, tỏi vô. Rồi. Rồi. Người ta phải cầm cái chảo hất 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 bay lên. Đúng không? Này là sư biến mà không bằng đại đâu biết rồi. Cái gì cũng phải cháy vậy. Cháy cho nó thơm. Rồi hai đứa đó là đó. Đó, 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 đó. Sư biết bây giờ là đang chuẩn bị sóc rồi đó các bạn. Sóc tỏi. Sóc bay lên thả chụp nha. Thả cái nồi lên rồi chụp hả? À, chụp cái nồi luôn. Cái nồi nó mỏng, nó phải sóc vậy, không sóc vậy nó khét. Rồi, đổ nước được rồi. Rồi, vô là nó trắng thôi rồi. Nó sơn. Sóc tố vào, sóc mạnh lên. Con. Kỳ ăn đi con. Uống nước. Rồi, để nó rồi biết cho được nhé. Rồi, chết người chết. Rồi, đây đây. Đây, đợi nước sôi ra mà mình sẽ bỏ này vô trước các bạn. Để cái này lâu chín, rau nó mau chín. Nó thuộc dòng hồi dưa leo mà. Của hồi dưa đó là dưa gan. Cái này là ấy là để nó lớn lên ha, cái nó chín ha, cái dầm đá ăn ngon lắm. Tại sao nó lại bẻ vậy để nấu canh? Tại vì dưa này nó cũng đón gàng sao nó đem ra. Cái tại dây nó nhiều trái quá ha, hai bớt á. Cũng tự biên luôn á. Đúng không? Tự biên luôn á. Tự biên, tự nấu, tự sáng tác luôn. Đang lãng quá rồi. Tự mình nấu, tự mình trả lời luôn á. Theo quý nghĩa vô duyên ta. Trời ơi, có luôn hoa gài nữa. Thôi bớt đi. Bớt giùm cái đi nha. Đó, đó nói chuyện đâu vô duyên dữ vậy. Thôi thì đừng nói từ câu đó, có mười mấy năm rồi. Mười mấy năm chứ phải ít ẩu gì đâu mà đừng nói được câu này mới đây. Lúc trước quý cũng có vô duyên, lúc gài quý theo ai quý vô duyên vậy. Thôi thôi thôi, thôi gài nữa bà ơi. Chắc theo như hay gì đó. À, thấy chưa. Thôi mà cứ nhờ về đây cho tôi. Ở đâu? Vô duyên theo. Có luôn hả? Đó. Để chơi bạn cũng lây lắm nha. Trước giờ sôi quá, mình sẽ bỏ dưa vô các bạn. À, không mé hả? Trời ơi, có phải chiên đâu, nó có gian đâu. Ai biết được. Chú bỏ luôn cái mé xa, cách xa 10 mét. Đó, 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 thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa, bỏ canh thôi mà nó còn văng vậy đó. Quá trớn. Má má nếm cái nào kho dùm con có được chứ không? Kho gì sao mà nếm được, quét lên được. Nó cũng chín rồi. Không được, không ăn chịu. Phải chín mới nếm được nè. À, mình đợi cho nó chín, xong mình bỏ rau vô. Không có, bỏ cái này đi bỏ vô, rau là chín, nước sôi là chín liền. À, vậy xong rồi mình bỏ tép vô các bạn. Đã đâu biết phải vậy, bỏ cái này chín thì bỏ tép vô liền. Rồi lấy giá quậy đi, sao đâu biết. Quậy nữa hả? Nước bọt á. Nước bọt. Cái này đâu có bọt. Có. Nó sôi là có bọt liền à. Tại ăn sôi là có bọt nè. Sao nãy sôi không có bọt tú? Nãy sôi có để cái gì cọc rồi có bọt. À. À, có dưa vô là có bọt. Uống có thử mấy kia nó nhảnh không à. Rồi quên rồi. Cái gì? Nó dưa chắc ra thử rồi có nhảnh không? Không có thử. Rồi thêm mồi á. Rồi bây giờ là ăn là chịu nha các bạn. Ừ, có đắng cũng phải chịu. Tùy tái đâu, không phải tái nào nó cũng ngon. Ờ đúng rồi, tùy tái, nãy nó nói không thử, không có đắng. Ui, bỏ tép vô, trời ơi. Bỏ tép vô. Rồi, có muỗng bự quá hả Tú? Làm nhá, Tú ở kế bên á. Không, Tú thích nữa. Sư yếu thích là phải khác. Lấy này rất bột nè. Ừ. Thép đỏ ngon lắm.
Đây là cái thịt bắp này. Ở bên kia, màu thịt nó cũng sôi sôi rồi. Rồi nó sôi lên, vớt bọt rồi mình đi nếm lại rồi bỏ ra thịt toàn ra. Quá ngon. Dơ dơ hả? Ừ. Chính là giờ vô bắp chưa gì đâu. Quay rau mà cũng phải giúp bắp nữa, sợ mới quay vô tình nó ria lên. Mình bỏ dưới đây không ạ, lên về lên sửa mái tóc tên. Rau tập tàn, cơm cái gì rau dền, lá bình bát. Mọi người hỏi rau tập tàn là gì? Là đủ loại rau á. Đủ loại rau ăn, ăn chung với nhau rồi. Cái loại rau mát vô nè. Mát hay nó mát? Rồi mát. Không có loại rau nóng không đó nữa. Không có rau nóng nè, không mát hết đó. Rau vườn là nó mát. Giống như rau xanh là nó mát. Rau vườn thì nó mát, rau chiếu nó nóng hay gì? Giống như cải rồi vậy chứ nó không có mát đâu nha. Rồi chính là nhắc xuống đi Tú ơi. Rồi wow, ngon quá. Tất cả làm sao mà. Rồi chuẩn bị ăn cơm, chúc quý vị ngon miệng. Rồi gắp tiêu vô. Rồi cho sẽ di chuyển cái bếp qua. Trời ơi cái nồi đất gì nó mới là bự bằng tôi luôn vậy trời. Rồi. Nước bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Nước của tôi đâu. Rồi. Rồi chuẩn bị đổ nước dừa vào. Ừ. Xăng hả? Đợi xăng nữa hả? Ừ, nó cạn cạn nước, nó thấm mà. Ủa, kìa nãy bắt bên đây nãy chưa? Chưa, nó không có nóng tới bển đâu. Ừ, nó sôi thì không nóng luôn. Lấy tay bỏ vô siêu đồ bếp. Hỏi thử ra nóng không? Nè. Bậy, quá bậy rồi. Thơm không? Thơm không? Thiệt không? Thơm không? Nhức nách chưa? Dừa không? Đuôi luôn thấy. Thấy chưa? Tôi biết lắm mà. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ nước dừa vào. Được rồi tôi ơi. Như dừa như uống này. Cái kho nó, cái dừa nó mới cạn. Cái này chừng 2 phút là chín rồi. Rồi cạn sạch sạch cái nó ngon. Thì cho 2 phút đi. 2 phút mà nó sạch sạch. 20 phút. Giờ đi giờ Tú sẽ nấu cái nồi xuống. Thôi khỏi mà, đừng gắt tiêu mà. Đó, bây giờ Tú sẽ gãy mạ tiêu. Nhiều tiêu ăn mới ngon. Trời ơi, nó còn thôi nè, bắt xuống biết rồi, nó còn là ồ. Rất nồi rất là gì. Quá mưa nắng lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc canh ra. Ủa canh tập tàn này có dưa leo nữa hả? Có, dưa leo. Tên nữa không biết. Tên chị đó là chị hỏi có cái này cách gì? Dưa gan. Nhà như người đó không có nấu canh đó hả? Dạ không, nhưng mà có trồng dưa gan. Xin mời xã hội dùng cơm. Thơm quá. Dạ. Dạ thôi ăn đi bác, à. Được rồi bác, cảm ơn bác. Nay bữa ăn bà ngày nay không có tốn tiền nhiều. Dừa xinh hả? Rau hái. Mua có miếng thịt heo à. Cảm ơn. Thơm quá hà. Dừa dẻo ngon á. Trời ơi, không nói em sao anh đổ dớm xích vô. Nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Chịu chưa? Ầm luôn. Dạ, bác ăn đi. Này có bác con đâu dám giục cái máy đâu mà. Thôi. Nếu như còn ngắn thì vui không? Con gái để nó trên bờ nó hơi khô rồi. Nên nó yếu. Bác không sao hết đó. Mặt gì
giờ không mặc đâu rồi. Mặc chành bành như con vậy. Rắn mặt ghê luôn. Rắn bự ghê luôn. Cá lóc bằng cùng tay con còn nằm trong bụng đó. Hai con nhưng mà người ta bắt được con cá lóc còn con nó nuốt bụng á. Rắn người chản là mặt như con rắn này hơn mình ra là như yêu kìa. Bác